Alo, xin chào các bạn. Mình đang có cái iPad mà nó bị quên tài khoản iCloud rồi các bạn. Máy này modem wifi nha. Modem wifi là ở sau nó láng tông rồi các bạn. Nó không có những cái vạch đen hoặc là cái chỉ trắng ha. Giờ tiếp tục mình ghim vô máy tính, mình mở bao tool lên. Con này thì US khá là cao nha các bạn, 15.8.3 nè. Máy modem wifi thì không có số email là hợp lý ha. Thường thường những cái máy iPad mà bản wifi á thì mình phải đổi cái số seri ha, đổi số seri theo cái tool nào đó các bạn, bypass. Đổi số seri có nghĩa là mỗi máy có một số seri nè, các bạn phải đổi cái số seri gốc của cái máy á về số seri theo cái tool nào các bạn làm. Ví dụ hôm nay mình chạy lại cái tool Euroram Disk Free nè các bạn. Mời đem. Nó có cái số seri trên cái tool ha. Các bạn để sẵn đó. Tiếp tục các bạn vô chế độ Bonus Gator nha, không có vô chế độ Bonus khác được nha các bạn. Mình nhấn mạnh chỗ này là mình thấy là chạy Gator nó mới thành công các bạn ha. Còn các bạn lúc mà boot ram disk á thì mình chạy bonus khác vẫn được nha. Quá chuẩn luôn. Thì vô chế độ recovery trên Beltool nó có sẵn nè các bạn. Các bạn cứ bấm lệnh các bạn vô thôi. Không nhất thiết phải vô phím cứng gì cho nó mệt ha. Rồi khi vô chế độ recovery á, tiếp tục mình vô chế độ DFU. DFU á thì trên Beltool các bạn thấy chữ exit recovery, các bạn vừa bấm màn sập. Giữ phím nguồn, phím home tầm 3 giây. Các bạn buông phím nguồn, giữ phím home là nó vô DFU. Các bạn làm không được thì làm lại mấy lần là được thôi ha. Rồi mình mở cái device manager lên, coi thử driver nhận đầy đủ chưa. Tiến hành mình đổi số seri cho nó. Đổi số seri giờ hiện tại là mình đang ở chế độ DFU này. Vô chế độ chạy Gator thì mình phải cài cái driver là DFU nha các bạn. Nhờ cái gia disk nè, các bạn chuyển đến cái driver DFU. Các bạn cứ làm từ từ theo hướng dẫn của mình á là được thôi ha. Nói chung mình cũng cố gắng truyền đạt những cái ngôn từ cho các bạn dễ hiểu nhất. Thì các bạn cứ coi từ từ các bạn sẽ làm được thôi. Vỗ tay, vỗ tay. Trên device manager á, nó nhận driver DFU á. Các bạn đợi cái tool gia disk á, nó chạy ok. Mình tắt đi. Rồi mình trở lại cái file path trên cái thư mục OneLit Gator nè. Các bạn mở lên. Đây là lệnh CMD thôi ha. Nó chạy trong chế độ driver DFU nha các bạn. Các bạn nhớ ha. Rồi mình bấm Enter thôi. Rồi bắt đầu cái bảng CMD nó sẽ chạy. Nó đưa cái máy mình vô chế độ Bonus. Bonus thì Bonus Gator nha các bạn. Đó các bạn thấy không. Các bạn chạy lỗi thì mình cho máy lên màn hình Hello. Rút ra ghim lại. Rồi coi driver chuẩn các bạn chạy lại là được ha. Thì vô máy đang ở chế độ Bonus Gator nè. Tiếp tục mình trở lại cái tool Magic CFC nè. Để mình vô chế độ màn hình màu, mình đổi số seri cho nó nha các bạn. Video này thì nói chung nó hơi dài một xíu. Tại vì hiện tại bây giờ mình bypass mình phải đổi số seri á. Tool nó chưa nhận cái máy nè. Nó còn kẹt chế độ driver DFU. Mình gỡ đi. Nó chạy trong chế độ là driver USB nha các bạn. Các bạn để ý giúp mình nha. Mình nói cũng này khá là kỹ mà nhiều lúc các bạn làm quen không nói, nhiều lúc mới làm thì nó hơi khó khăn chỗ này một xíu ha. Rồi các bạn đợi nó driver nó hiện lại. Rồi rồi, tới công chuyện này. Các bạn bấm boot bubble. Oh my god. Là từ từ cái iPad mình nó sẽ vô chế độ màn hình màu. Ok, ngon lành nè các bạn ơi. Vô chế độ màn hình màu nè. Thường thường là nó sẽ mở cho mình một cái bọt luôn nha, một cái cổng cơm á. Nhưng mà những cái dòng chip A8 hoặc là A9 á thì nó không có tự động mở bọt nha các bạn. Các bạn thấy không? Không có cổng gì hết nè. Thì bắt buộc mình phải dùng một cái cổng cáp thôi. Cáp DCSD nè. Hoặc là bóc iRepair gì đó, các bạn làm kỹ thuật thì các bạn biết ha. Rồi mình đổi qua cái cáp DCSD. Ghim vô máy tính. Thì nó sẽ có mình mở cho mình một cái bọt mới. Bên Device Manager các bạn sẽ thấy một cái cổng cơm này, thấy không? Cổng cơm mới. Rồi trên cái tool Magic CFG gì đó, các bạn chọn cái cổng cơm của cái cáp SSD á. Các bạn kết nối. Rồi mình đọc thông tin của cái con iPad này ha. Để mục đích là mình đổi số seri thôi. Wow, fail các bạn ơi. Lỗi gì đây ta? Để mình thử lại lần nữa coi. Chọn cổng nè. Rồi đọc thông tin.
Rồi quẩn phèo các bạn ơi. Có khi là cái tool Magic này nó không cho mình read info những cái dòng chip thấp nha các bạn. Nhưng mà không sao các bạn ơi, từ từ. Các bạn là tải cho mình là cái tool này WL gì nè. Ủa để từ từ coi mình bỏ đâu ta. Đây các bạn. Các bạn giả nén ra các bạn cài bình thường. Tool này là giống như mình đổi thông số wifi, Siri hoặc là bluetooth gì được hết luôn nha các bạn. Không có cần bóc ha. Đeo tim. Vô được chế độ màn hình màu á là mình đổi thôi. Nhưng mà phải cần cáp DCSD ha. Các bạn mở lên. Nó kêu đăng ký tài khoản, các bạn bấm bỏ qua. Rồi tự động á là nó vô cái giao diện của cái tool nè. Và lúc này các bạn chọn là cổng cơm của cái cáp DCSD á. Rồi mình kết nối, mình đọc thông tin, mình đổi thôi ha. Rồi để kết nối thành công nè. Rồi các bạn bấm subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Chuyển qua cái phần mà đọc thông tin nè. Đó các bạn thấy không, nó đọc cái iPad của mình ra rồi nè. Mục đích của mình là đổi số series thì các bạn quan tâm chỗ đổi số series thôi. Trở lại cái số series của cái tool EuroDemdit nè, các bạn copy. Các bạn nhớ copy chính xác nha. Viết hoa đầy đủ nha các bạn, đừng có vui vui là bấm viết thường là không có được đâu ha. Rồi các bạn write đổi số series. Bên tay trái nó báo là đã đổi thành công nè. Các bạn đọc lại thông tin lần nữa. Rồi khi mà mình kiểm tra chính xác á, đầy đủ thông số, các bạn bấm reboot lại là máy mình nó sẽ khởi động lên. Lúc máy khởi động lên á, các bạn kiểm tra lại cái số series coi thử nó có chuyển qua đúng cái tool chưa. Rồi mình bypass thôi. Lúc này thì mình chuyển lại cái cáp thường của iPhone để mình bypass nha các bạn. Chứ các bạn ghim cái cáp DCD các bạn làm là không có được ha. Rồi khi máy lên nè, bao tool kết nối, mình kiểm tra lại số series. Rồi ngon lành luôn nè các bạn ơi, đúng số series của cái tool mình muốn làm ha. Rồi như thường lệ thôi, trở lại cái tool EuroDemdit. Mình mở lên, mình làm những cái bước mà mình bypass hello thôi các bạn. Video này thì mình cố gắng mình nói khá là kỹ ha, để anh em có những cái máy iPad như vậy biết làm thì tự tải tool về làm. Cũng khá là đơn giản ha. Giờ bắt đầu là mình get file hello. Khi get hello rồi các bạn vô chế độ bonus, boot em dit rồi anti. Mình làm giống như những video mà mình thường chia sẻ trên kênh á. Anh em chịu khó xem lại mấy video trước giúp mình nha. Giờ mình vô chế độ bonus. Bonus thì các bạn muốn vô gì vô. Hiện tại bonus thì boot em dit thì nó cũng khá là đơn giản ha. Vô bonus bằng gaster cũng được nè, Windren cũng được nè. Tại mình boot em dit á, nói chung có nhiều máy nó cũng không có kén vô cái vụ mà bonus đâu các bạn. Nhưng mà đổi số series thì các bạn nên vô chế độ bonus gaster giúp mình nha. Rồi cái Winren đã nhận, các bạn tiếp tục chọn cái ô chép M8 để đưa vô chế độ bonus. Rồi chờ tool nhận đầy đủ, các bạn đưa vô depo, tool nó sẽ chạy. Nó chạy xong thì mình chuyển qua boot em dit. Nhưng mà các bạn nhớ canh driver giúp mình là được. Cái này hiện tại iPad mà những cái dòng wifi á, hầu như là các bạn muốn bypass được là mình phải đổi số series nha. Đổi số series gốc của cái máy qua một cái tool nào đó mà các bạn muốn chạy ha. Rồi lúc này thì mình đợi cho cái tool nó đưa cái máy mình vô chế độ bonus. Rồi mình trở lại cái tool EuroDemdit. Mình chia sẻ free á. Anh em cứ tải về chạy thoải mái, không có cần đăng ký seed luôn nha. Tool này thì nó chạy free trên Windows. Rồi vô bonus thành công nè. Tiếp tục trở lại cái tool. Lúc này các bạn bấm boot em dit, nhưng mà các bạn để ý tool nó chưa nhận nè. Chọn đúng iOS ha. Từ từ nha, mình coi driver này nó còn kẹt, các bạn thấy không? Nó kẹt driver Windows nè. Thì mình đâu có boot em dit được. Các bạn lúc này bấm nhanh tay quá là em dit nó bị lỗi nha. Rồi mình cài lại cái driver USB cho nó. Mời đẹp. Khi cài xong á, tool nó sẽ nhận cái driver. Driver là IKM8 gì nè các bạn. Rồi các bạn chọn đúng iOS rồi mình ram disk thôi. Chờ cái tool nó hoạt động thôi các bạn. Quá chuẩn luôn. Ram disk thì các bạn phải đợi nó tải file từ server chủ về, nên nó chạy cũng hơi lâu. Các bạn đợi nha. Lúc này thì mình đừng có bấm gì hết. Kết nối với cái máy bằng một cái cổng cáp zin tốt là được rồi các bạn.
Rồi khi nó boost update thành công thì các bạn chết SSH rồi active hello. Rồi các bạn xài vĩnh viễn luôn ha. Cái này là bypass vĩnh viễn luôn nha các bạn. Xài thoải mái. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.